Rồi, hello, chào mừng tất cả các bạn đến với channel Nắng Ấm Của Tôi nha. Hôm nay mình sẽ quay cận cảnh hai chiếc máy xúc đất Sumitomo X160 đang vét bờ nha các bạn. Rồi giờ nó bò lên nè, đã phá giường nó làm bờ mấy bạn ơi. Chiếc này cũng đang tiến hành đi vô từ từ nha mấy bạn. Giờ nó đang cào cho nó trang lại cho cái bờ nó bằng phẳng đó mấy bạn. Đang chạy vô rồi các bạn, nó trang từ từ vô các bạn ơi. Rồi đây là thành quả hôm qua tới giờ nè, cái bờ rất là bằng phẳng nha. Ở đây được cái mương nữa nè. Phải lót dĩ sắt đi mới được bạn ơi. Cái này đang bò ra nữa nè mấy bạn. Quay được hai chiếc đang làm rồi.
quá nhiều mấy bạn ơi. À, nó xuống đây nó tấn vô cái bờ này hết luôn rồi mấy bạn. Này nó một xuống trồng cây đã luôn. Toàn là sình nhão thôi, nó không có sình cứng, không có đất cứng mấy bạn ơi. Wow, đùng đùng luôn. Quá đẹp. Rồi nhõng nhõng luôn. Đang bắt dậy để đi lên đó các bạn.